sao con ngắt kỳ kỳ vậy? Cúi xuống đây, làm cúi xuống rồi bà. Rồi, đây làm cúi xuống, cúi xuống, đây, 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 mà bà quấn còn, đây này làm cúi xuống, đi, đi coi, đây, cúi xuống, làm cúi xuống. Dạ, sao quýnh với ngắt với hai hoài hả? Hả? Mấy cây? Mấy cây? Năm đàng hoàng. Mấy ơi? Để cây nè. Mấy đây nè, hồi nãy hai lần rồi. Nghe cái giò lại. Nghe giò lại, quýnh trước cái giò luôn. Không biết à. Nói đây cái sạc đây giờ uống gì ăn nữa. Xin lỗi rồi, không chấp gì nữa ăn. Bây giờ uống nữa. Ngân lại đây, ngồi đây nè Ngân. Rồi, ba uống đòn rồi, em Long. Uống gì à, uống à. À, rồi. Rồi. Giờ uống em Long mấy cây? 4 cây luôn ha. Chịu không? 4 cây chịu không? Quýnh đòn rồi, xin lỗi nha. Nha. Nè. 1 cây nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 cây luôn nè. Có còn người nhắc cho hai nữa không? Hết. Ừ. Rồi đứng dậy xin lỗi cho hai. Đứng dậy coi. Bên tay là xin lỗi cho hai đàng hoàng. Rồi. Rồi chị hai có hai lỗi em không? Nghe hết giận chưa? Có cười. Thôi nha, gọi lại hôn nha. Hôn bên kia nữa. Bên kia. Không. Rồi, hỏi gì hay hết đau chưa? Hỏi gì hay hết đau chưa? Rồi, có hai lỗi cho em không? Có hai lỗi cho em không? Có. Ừ. Không có ngắt gì hai nữa nghe chưa? Nghe không? Cười nữa. Vậy hồi cái quýnh gì hai nữa à? Cười gì cười? Hả cười?